báo cái này thúi hơn nửa trái. Cái đây là thúi hơn nửa trái rồi nè. Cái này là thúi nửa trái. Cái đây là bị thúi nửa trái này anh ơi. Thúi luôn nè. Thúi nè. Rồi thúi đợt tay. Những chiếc xe container, 5.000 chiếc xe container chở nông sản đang đứng ngồi không yên vì trái cây đang chuyển hóa, đang chín dần. Cũng mong là trong thời gian tới thì Trung Quốc sẽ mở cửa để cho việc giao thương hàng hóa lưu thông được dễ dàng, cũng như là giá nông sản có thể tăng lên để người dân có thể dễ dàng sinh sống. Là buổi chiều và Phong Bụi cùng với anh Bùi Hồ đang có mặt tại một cái cửa khẩu, đó là cửa khẩu Hữu Nghị nằm ngay tại tỉnh Lạng Sơn và rất là giáp với bên Trung Quốc. Và phía sau lưng Phong đây là một chiếc xe container đang chất đầy một xoài đại lon. Tổng giá trị hàng hóa ở đây là lên đến gần 600 triệu đồng. Và ở đây có khoảng 5.000 chiếc xe container đang bị mắc kẹt ngay tại cửa khẩu. Thời gian qua thì Trung Quốc đã không còn cho giao thương một cách bình thường như trước nữa. Riêng mặt hàng thanh long thì đã tạm ngưng rồi, tạm ngưng nhập khẩu, cho nên là các xe thanh long đã quay trở về Việt Nam. Còn riêng xoài và mít đang ở trong cái tình cảnh đó là đứng ngồi không yên. Mọi người cũng không xác định rõ rằng là mít và sầu riêng và xoài khi nào có thể nhập khẩu sang Trung Quốc được. Và chiếc xe container này là của anh Rin, xin lỗi là của anh Gin, đã bị mắc kẹt ở đây khoảng mười mấy ngày rồi. Và đây là những cái món đồ mà anh đã chuẩn bị kèm theo trong quá trình mà bị mắc kẹt ở cửa khẩu chờ hàng đi sang Trung Quốc. Đây rau nè, rau anh, thơm. Anh đông lạnh luôn á, phải không? Đông lạnh. Còn đây là đồ khô, giá nè. Rồi bên này là gì ta? Chả cá, đồ ăn tẩm vị sẵn cá, tẩm vị sẵn luôn. Rồi nem chua ở Bình Định, khổ qua, khoai lộc, khoai lang, đồ luộc nè, rồi su hào, xả. Và cho mọi người xem thêm nha. Bây giờ là chiều rồi, mọi người, mấy anh em tài xế cũng đang chuẩn bị nấu cơm. Và góc bên này là cái nơi để rửa chén nè. Chia sẻ thêm với mọi người á, là chi phí ở đây cực kỳ đắt đỏ. Gần như là tài xế là không dám rời bỏ container để đi nơi khác. Tại vì thứ nhất là sẽ bị hư hàng, hư hỏng hàng hóa. Thứ hai nữa là đi như vậy thì mất chỗ, cho nên là ăn uống thì tại chỗ và có những chiếc xe lưu động đến phục vụ, nhưng mà giá rất mắc. Cái ly uống nước của tụi mình, một cái ly nhựa thôi, mình mua 2.000 một cây nhựa như này, nhưng ở đây thì bán giá 5.000 đồng một ly. Rồi nước rửa chén, rồi cà phê, thứ gì cũng giá gấp đôi hoặc gấp ba. Chi phí sinh hoạt ở đây 4 người một ngày ăn là 1 triệu đồng. Và đây là nơi sinh hoạt của mấy anh, nước cũng tiết kiệm, ăn uống cũng tiết kiệm. Và rất nhiều tài xế đã bị kẹt thậm chí gần cả tháng trời. Và hôm nay thì mình cùng anh Bùi Hồ sẽ chia sẻ với mọi người một buổi chiều ở cửa biên giới, một buổi chiều của tài xế đầu kéo như thế nào nha. Thật ra thì mình thấy đây là một cái sàn nước tự chế gọi là giả chiến, mà theo anh em mình nghĩ thì chắc lần đầu tiên mà thấy được cái cảnh này. Em thì cũng muốn rửa phụ mọi người, nhưng mà không có biết là nước như thế nào. Mà mình rửa, mình phụ thì nó sẽ lãng phí nước. Tại vì nước ở đây đang tiết kiệm. Nước ở đâu ta? Anh, mấy anh kể là ở đâu đó có cái bồn nước này. Đây bồn nước này phải không? Có nè, dầu hả? Dầu. Vậy sao ta? Thôi chút nữa mình nhờ anh chia sẻ đi. Tí xíu nữa nhờ anh đi. Chứ bây giờ mình rửa thì nó hao phí nước anh. Rồi bây giờ thì sẽ đợi mấy anh nấu cơm và rửa chén để chia sẻ hình ảnh đó cho mọi người hiểu rõ hơn cái đời sống anh em tài xế, đặc biệt trong cái giai đoạn mà hàng nông sản là không có thể nào nhập khẩu sang Trung Quốc. Và các cái xe này á phải đang trong cái tình cảnh á là không biết là khi nào sang Trung Quốc, và nếu ở đây thì trái cây nó sẽ bị hư. Rồi các anh đang kiểm tra lại mít nè. Thúi hết rồi. Sao anh Hậu? Thúi hết rồi. Sao anh? Hả? Cái đấy. Thúi rồi. Thúi này. Cái kia này, cái đằng cái mà bóp nó tao thấy đâu, thấy mềm đâu. Anh nước tôi vậy. Để xé ra coi thử. Quay coi sợ cái nào cho nó đây mà kiểm tra hàng hả? Đúng rồi. Đây nè. Thúi rồi, điện báo chủ hàng rồi. Nằm 15 ngày đã thúi hết anh. Ui, thôi rồi giờ sao ta? Ăn cũng không được phải không? Thật ra thì khi mà mua tại nhà vườn á thì mua mít nó không chín, mít canh cái thời lượng chín là vừa tới cửa khẩu này, mà đến thời điểm này nằm đây hơn 15 ngày thì...
hay nó đã thúi hết rồi? Bây giờ là ngày chiếc xe này đã 17 ngày rồi anh Hồ. 17 ngày mắc kẹt ở cửa khẩu và cũng không xác định được cái ngày bán hàng sang Trung Quốc. Và bây giờ mấy anh em tài xế đang phụ nhau kiểm tra hàng. Và đây là một quả mít đã bị thúi này. Đó, quắc luôn rồi. Ui xinh lên rồi. Cái tai mít này thì khoảng 5-7 kg. Thì nếu như mà một trái bình thường mua 5.000 một ký đó thì khoảng 35.000. Là trái này là trái nhỏ, có những trái rất là lớn ở trong kia. Thì như thế này, một cái xe hàng này thôi á, thì theo chia sẻ của anh Cương thì nó khoảng 250-300 triệu. Mày quay cho đó là nó móc cái mặt ấy đây. Đây, nó móc này, móc thúi luôn này. Rồi chụp cái quay gì vô, nhìn mic luôn rồi. Thúi luôn rồi. Nhớ cái mic kia ra. Thì một cái chuyến hàng cuối năm nhưng mà các anh em giờ này giờ chưa ăn cơm, trời thì chập tối rồi nhưng mà các anh em vẫn lò mò lục lại hàng và kiểm tra hàng để có thể xem xét về hàng nó có thể xuất khẩu sang Trung Quốc được hay không nè. Hồi nãy anh Hậu có nói mà cái giọng nói của anh có vẻ là buồn thấy rõ luôn á, tại vì chủ hàng mà không bán được hàng thì coi như cướp, đôi khi họ cũng nợ cướp và anh em tài xế coi như là chuyến đi công cốc luôn. Anh chia sẻ với Phong, thật ra thì tận mắt chứng kiến thấy được cái cảnh này đó, mình mới thấy được cái sự bùi ngùi. Anh Linh là giờ sốt ruột luôn rồi. Giờ bắt đầu phát hiện ra đang túi. Bây giờ quay cho chủ hàng nha, cửa hàng xem ha. Rau, sữa đã được rau, sữa nữa. Vậy nữa đâu, sữa. Mày nói cho chủ hàng cái tin nhắn thoại nói anh ơi bây giờ mic của mình nó bị đa số nó bị thối nên đổ cái mạch nó khôi hết rồi. Gọi tin nhắn thoại cho anh cái. Để coi sao giờ đúng lúc này mà ta. Nó để nói nó trầu không cần nói nữa, nó đổ mồ hôi ra chứ, đổ mồ hôi này. Mày chắc là nó đổ mồ hôi ra hả? Rồi đó. Thế đâu giờ mày gọi cho anh một cái tin nhắn thoại là mới báo anh ơi bây giờ hàng của mình bắt đầu nó thối ngay cái mạch nó khôi. Nó không thối cái đít mà nó lại thối, nó không thối cái đầu mà lại thối cái đít ngay cái mạch nó khôi. Mình phải coi bây giờ này đa số. Bấy ơi, cái hàng của mình bây giờ bắt đầu nó bị thối ngay chỗ cái mặt kích mà test quay lên đó anh ơi. Ít lắm thì nửa trái mà nhiều thì hơn nửa trái chút. Đây là thối mặt cái coi đó rồi, nũng hết mẹ rồi. Nhập lên qua mặt cái coi đây, nũng hết rồi nè, bạn thấy nè. Còn gì đâu ấy. Nè, nũng này, bứt rồi nè, thấy không? Ít mà gió mà lọt được thì như mẹ... Mít ướt. Lột như miếng ướt chày thôi chứ còn gì nữa. Đây, gạch chè chụp cho anh cái. Chị hía hết rồi nè. Còn gì nữa không biết. Đây mày nói anh nằm giờ nằm 5-7 ngày nữa mới qua được Trung Quốc, còn gì nữa đâu còn. Nói anh nó lúc mặt á. Cái này mình bổ ra được không anh Lâm? Được. Mới có lúc mặt mày rồi thì thôi mày tới lúc dưới kia còn gì nữa. Xin hậu là chở soi hả? Soi.
Trời, mình không có coi, không có kiểm tra như vậy đó. Vậy là tỷ lệ là 100% nó đã đang cái giai đoạn bắt đầu cuối đúng không? Bắt đầu cuối rồi. Trái này mà bán nội địa cũng khó lắm, nói gì. Đúng rồi. Chỉ có xả hàng bỏ thôi. Bán đỡ được nhiều rồi. Cái này đỡ được, nó mau bắt đầu thúi rồi. Nó mau bắt đầu thúi. Nói chung nó đáo vô chỗ là nó thúi cái mạch ấy đó rồi. Nó thúi cái mạch bếp vòi đó rồi. Cái hàng của mày này tao nghi là bữa ấy bóc đi nó vét vôi chưa khô này. Cái đa số mít đạn bao giờ chúng thúi được đầy ra thúi từ dưới đầy thúi lên đúng rồi thái này cho thúi bị béo không mày thúi từ dưới đầy lên mày của mày bữa vôi nó chưa khô là nó còn ướt là bảo đảm gì thúi là tao biết rồi cũng bóc hàng xuống coi thử nó có vét vôi nó đa số nó khô rồi. Chưa ấy chưa khô chắc ăn nó thì thúi mới chưa khô là thúi rồi. Vấn đề mình thu mua ở Tiền Giang anh? Tiền Giang cái lại mình cái lại Tiền Giang để được rồi cứ báo để được rồi thôi. Mấy cái này quê ơi, cho chơi hết mấy chuyện xuống anh. Ở dưới ai quen cầm mấy cái đây qua chơi mấy ông ngồi kia này cái đây còn ngon mà. Cái này quen này cái kia ăn được lắm á. Ui, quen cái đó đủ mẹ đi kì. Nó đã bị nhũng lên à, nó bị nũng, nó thúi, nó nũng chung là nó bị thúi. Đây khá năng là ở phần này, ở dưới này ăn được không anh? Được được, phần dưới này ăn được. Ờ à. Đâu không ăn thử nữa nha. Phần dưới này ăn được. Không cầm giúp em. Dạ nó không mấy đâu, nó dặn chuẩn cây nó chín chưa cho nên ăn nó không ngon mà chín cây. Ừ. À, ngọt, khá ngọt, ngọt như đường luôn á. Tại vì nó đang chuyển hóa đó, nó đang mềm xuống, cái độ đường nó càng ngày càng cao hơn. Quen xuống nó kẹp kẹp cháy mà còn gì nữa. Mình lấy cái muối này chút nữa mọi người ăn tối luôn ha. Giờ lấy cái đoạn này xuống thôi. Thôi nè, tiết kiệm được cái này. Tiết kiệm này nào được đó anh. Được đâu, cái đó cũng được rồi. Ăn ngon mà, ăn đâu quá đúng rồi, nó hợp lý, kèo quá. Em Phong Bụi đang nghi dịch giác một cái trái mít mà à, thiệt sự mình ăn một cái muối mít vừa rồi á, mình có vị ngọt nhưng mà đối với anh em tài xế là đối với chủ hàng và thậm chí đối với người bà con nông dân thì hiện giờ mít nó khá là đắng vì giá bị rớt và Trung Quốc không thu mua nữa, đang dấu hiệu hư ở cái đoạn này mọi người, chỉ còn ăn được cái dưới này thôi à. Đắng lòng nhiều hơn ha. Cho anh thử là tí xíu nữa cho anh thử một miếng mít ở Lạng Sơn như thế nào. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, đây là một cái quả mít ở miền Tây mà hiện nay sau một thời gian thì di chuyển lên đến vùng miền Bắc như thế này. Và đây là một cái miếng mít mà nó đã bị hư hết 2/3 rồi. Và quê hương của Bùi Hồ là cái vùng trồng mít, và đặc biệt là rất là nhiều mít luôn. Mít là một nguồn thu nhập chính của người dân miền Tây ở thời điểm hiện nay. Vì chuyển đổi cái mô hình từ trồng lúa sang trồng mít, trồng cây ăn trái. Hôm nay thì Bùi Hồ thì không có thích ăn mít, nhưng mà hôm nay thì đến đây để thử một cái miếng mít sau 15 ngày chờ đợi để qua cửa khẩu Trung Quốc là như thế nào, cái mùi vị của nó như thế nào. Nhưng mà trước tiên á thì mình cảm nhận được một cái vị đắng, một cái vị đắng đó, vị đắng lòng đối với những người dân ở miền Tây nói riêng và người dân ở Việt Nam nói chung, cũng như là các anh em tài xế đường dài. Đây cơm luôn cho anh ăn luôn nha. Miếng mít nó vẫn giữ được cái độ ngọt của nó, nhưng mà cái thời gian nó rất là lâu rồi nên nó đã rất là lâu để nó được xuất qua bên kia của biên giới Việt Nam và Trung Quốc, nhưng mà nó hiện nay nó vẫn nằm im lìm ở chỗ này, và người thưởng thức cái miếng mít này là người miền Tây lại thưởng thức ở ngay chỗ vùng đất Lạng Sơn này. Có một điều chạnh lòng đó là mình không biết là sau này thì những người dân họ đang trồng mít, họ sẽ thu hoạch, cái thu hoạch của gia đình của họ sống ra sao. Cô bác quý anh chị biết không, thì một cái trái mít như thế này á, để trồng được đến thời điểm thu hoạch đó là phải mất 2 năm trời, và hiện nay mít ở miền Tây đang xuống giá rất là thấp, chỉ có 1-2 ngàn đồng một ký, và loại tốt nhất loại 1 á là nó 5 ngàn đồng một ký. Thì một tuần nó mới thu hoạch mới một lần thì bao nhiêu ký mới được nuôi được cuộc sống gia đình cho hai vợ chồng và hai đứa con.
cái đầu chai mít đã bị thối rồi. Tụi mấy anh em tài xế nói là thôi vứt đi để lựa một cái quả mít ngon hơn. Nhưng mà hôm nay thì mấy anh em cũng tiết kiệm để ăn cho mọi người xem được cái phần còn ăn được. Và trong những chiếc xe container, 5.000 chiếc xe container chở nông sản đang đứng ngồi không yên vì trái cây đang chuyển hóa, đang chín dần. Cũng mong là trong thời gian tới thì Trung Quốc sẽ mở cửa để cho việc giao thương hàng hóa lưu thông được dễ dàng, cũng như là giá nông sản có thể tăng lên để để người dân có thể dễ dàng sinh sống trong cái thời buổi khó khăn như thế này. Cô bác quý anh chị, lần rồi đến đây gần vài ngàn cây số để chỉ được nước một cái mít như thế này, ăn một miếng nơi vòng khá là ngọt ha, nhưng mà ăn trong cái bối cảnh này không có ngon. Chắc có lẽ là hôm nay mấy anh em lần đầu tiên được cảm nhận được cái nỗi buồn của tài xế. Lúc chiều thì anh Linh khá là vui hào hứng khi có thêm những người bạn phương xa đến trò chuyện, và vui vì có thêm những cái người lạ đến chơi cùng với anh. Tại vì suốt 17 ngày qua anh bị kẹt ở cửa khẩu, ánh mắt của anh lúc đầu thấy tụi mình khá là vui nha, nhưng bây giờ khi mà bổ quả mít qua thấy hư hỏng như thế này rồi, như mình thấy anh tuyệt vọng luôn. Vì biết rằng cái Tết năm nay anh em tài xế sẽ không có một cái đồng lương để cho cái chuyến hàng này, vì chủ hàng đã không có khả năng là xin lời. Rồi chủ hàng thì đang đứng trên bờ vực thẳm, và người nông dân thì đang đứng ở giai đoạn khó khăn không biết đầu ra. Kinh tế của mình hiện giờ đang khá là phụ thuộc vào việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Và đây là một cái câu chuyện mà mấy anh em hôm nay được trải nghiệm, cảm nhận rõ nét trọn vẹn cái nỗi khổ của từ nông dân đến cánh tài xế và kể cả chủ hàng luôn. Thật ra thì hai anh em cũng đi chung khá là nhiều, em Phong Bụi với lại Bùi Hồ đi chung khá là nhiều. Đó là những cái kỷ niệm rất là vui, mà sau này có thể là sẽ có những cái kỷ niệm vui hơn nữa. Nhưng mà đây là lần kỷ niệm mà hai anh em cảm thấy đắng lòng nhất trong cái một cái quả bánh ngọt như thế này. Thôi thì cũng chiều rồi, cũng chia sẻ như đó cho mọi người rõ. Trong các video sắp tới thì mấy anh em sẽ tiếp tục hành trình để chia sẻ về cái sự khó khăn chật vật ở các cửa khẩu ở đây như thế nào nha mọi người. Cảm ơn cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi ạ. Mong qua video clip này cô bác quý anh chị đang ủng hộ người dân miền Tây thêm nữa, để san sẻ những yêu thương, để góp thêm những cái phần năng lượng tích cực cho người dân, người Việt Nam, ủng hộ người Việt Nam cô bác quý anh chị.